hướng dẫn sử dụng dịch vụ truyền hình. Từ màn hình giao diện chính của MyTV, chọn nhóm truyền hình bằng cách ấn phím trái phải và nhấn OK để chọn. Màn hình nhóm truyền hình hiển thị như sau. Nhóm truyền hình có 5 biểu tượng: kênh HTV, kênh HD, danh sách kênh, kênh VTV Cap, kênh phát thanh. Khi lựa chọn danh sách kênh, màn hình hiển thị như sau. Phía trái màn hình là màn hình quảng cáo và giải thích biểu tượng, bên phải là danh sách các kênh truyền hình. Góc dưới bên trái logo kênh là số hiệu kênh. Khách hàng ấn phím lên xuống trái phải để lựa chọn kênh muốn xem. Ấn phím CH cộng, CH trừ để tăng giảm kênh theo thứ tự, hoặc ấn phím số trên điều khiển để bấm số hiệu kênh muốn xem. Kênh HTV. Khi bấm kênh HTV, màn hình hiển thị các kênh thuộc chùm kênh HTV. Thao tác tương tự khi vào mục danh sách kênh. Khi bấm kênh HD, màn hình hiển thị các kênh có tín hiệu HD. Thao tác tương tự khi vào mục danh sách kênh. Khi bấm kênh VTV Cap, màn hình hiển thị các kênh thuộc chùm kênh VTV Cap. Nếu quý khách chưa đăng ký sử dụng chùm kênh này, màn hình sẽ hiện bảng điều khiển hướng dẫn đăng ký. Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn. Để chọn kênh thuộc chùm kênh này, thao tác giống như danh sách kênh. Mục ưa thích. Để xem kênh mình ưa thích, quý khách ấn F4, chọn thêm vào danh sách yêu thích và bấm OK để thực hiện. Lựa chọn kênh trong mục ưa thích, thao tác giống như danh sách kênh. Để xóa kênh đã lưu trong mục ưa thích, chọn kênh đó, bấm OK, rồi bấm F4, lựa chọn xóa. Các kênh truyền hình có màu xanh là các kênh hỗ trợ ghi lại, xem lại, tạm dừng các chương trình truyền hình. Để sử dụng các tính năng này, trước hết quý khách cần phải biết cách xem lịch phát sóng. Cách 1. Chọn kênh muốn xem lịch phát sóng, bấm F2 để vừa xem kênh, vừa xem lịch phát sóng của kênh. Cách 2. Ấn F2 khi đang xem kênh bất kỳ để xem lịch phát sóng. Ở mục khóa kênh, để khóa kênh từ màn hình chính dịch vụ truyền hình hoặc lúc đang xem kênh chương trình, bấm nút F4 trên điều khiển từ xa để thao tác, chọn khóa kênh này và bấm OK nhập mật khẩu, bấm OK lần nữa. Để bỏ khóa kênh, vào kênh, bấm F4 và vào phần bỏ khóa kênh này, bấm mật khẩu, nhấn OK. Để thoát màn hình, hiển thị lựa chọn thêm kênh yêu thích và khóa kênh, bấm nút Back hoặc nút F2 hoặc không có thao tác nào trong vòng 10 giây. Ở mục xem lại, TVOD, để sử dụng chức năng xem lại, từ lịch phát sóng của kênh chương trình đang xem, bấm F2 trên điều khiển từ xa, di chuyển nút trái phải để về ngày trước hoặc trở về ngày hiện tại, di chuyển nút lên xuống để lựa chọn chương trình ưa thích. Từ màn hình giao diện chính của MyTV, chọn nhóm truyền hình bằng cách ấn phím trái kê để chọn. Màn hình nhóm truyền hình hiển thị như sau. Nhóm truyền hình có kênh HTV, kênh HD, danh sách kênh, kênh VTV Cap. Lịch phát sóng có chữ màu xanh là chương trình đã phát sóng. Lịch phát sóng có chữ màu trắng là chương trình chưa phát sóng. Thời gian xem lại hỗ trợ tối đa 48 giờ trước đó. Để đặt ghi lại chương trình, đối với các lịch phát sóng có chữ màu trắng, bấm OK, lựa chọn nút ghi lại. Để xem các chương trình đã ghi lại, sử dụng nút lên xuống trái phải, đến mục NPVR, bấm OK và lựa chọn chương trình đã ghi lại. Để xóa chương trình đã ghi lại, sử dụng nút lên xuống trái phải, đến mục NPVR, lựa chọn chương trình muốn xóa, bấm nút đen trên điều khiển từ xa để thao tác xóa. Chi tiết quý vị có thể xem tại website http://www.mytv.com.vn.